Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Công an Hà Tĩnh xác định nạn nhân trong đường dây lừa đảo ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bokeo, Lào có đến hàng nghìn người. Để phục vụ mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra phát thông báo tìm bị hại. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bokeo, Lào Cai. Công an Hà Tĩnh xác định đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền lớn. Nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi của người bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo liên hệ Thượng úy Nguyễn Hữu Đại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh theo số điện thoại 0942 823 388 để được hướng dẫn, hỗ trợ trình báo. Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang tạm giữ Hoàng Bích Ngọc, 30 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng, cùng 154 người để điều tra về hành vi liên quan đến hoạt động mua bán người và lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bokeo, Lào. Chuyên án này được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Công an và các cơ quan đơn vị của nước bạn Lào thực hiện. Ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tái mở phiên sơ thẩm lần thứ 3, xét xử bị cáo Lê Huy Lân, sinh năm 1962, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Coma 18, Nguyễn Xuân Phong, sinh năm 1968, cựu Phó Tổng Giám đốc, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cơ quan tố tụng cáo buộc Lê Huy Lân, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Coma 18, sai phạm khi giao dự án VP6 Linh Đàm cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, gây thiệt hại cho nhà nước 64,3 tỷ đồng. Phía doanh nghiệp sau đó xây dựng công trình vượt phép tăng từ 25 lên 37 tầng. Bị cáo Lê Văn Khương, sinh năm 1955, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Coma, cùng hầu tòa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hồi giữa tháng 3 năm 2024 xác định Công ty Cổ phần Coma 18 do bị cáo Lân làm Tổng Giám đốc có vốn điều lệ hơn 134 tỷ đồng, trong đó nhà nước chiếm 51% do Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Coma giữ cổ phần. Năm 1994, Thủ tướng có quyết định giao 184 hectare đất cho Công ty Phát triển Nhà và Đô thị thuộc Bộ Xây dựng, nay là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, HUD, làm chủ đầu tư dự án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm. Đến năm 2000, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt chi tiết dự án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm, VP6 Linh Đàm, tỷ lệ 1/500, trong đó lô đất VP6 Linh Đàm có chức năng là tòa nhà thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê. 10 năm sau, Tổng Công ty HUD ký hợp đồng chuyển giao hạ tầng lô đất VP6 cho Công ty Coma 18 thực hiện dự án. Trong hợp đồng nêu rõ không được chuyển giao lô đất, chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất cho bên thứ ba trong thời gian thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chấp thuận đề xuất xây dựng tại lô đất này. Tuy nhiên, năm 2013, bị cáo Lê Huy Lân ký tờ trình 409 gửi Tổng Công ty Coma xin chuyển nhượng dự án trên. Nhóm bị cáo Khương và các thành viên trong Hội đồng thành viên Coma đã chấp thuận cho Công ty Coma 18 được chuyển nhượng dự án hoặc hợp tác kinh doanh. Nhóm bị cáo Khương sau đó cũng chấp thuận cho Coma 18 chuyển nhượng dự án doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của đại gia Lê Thanh Thản, tập đoàn Mường Thanh với mức giá không dưới 12,9 tỷ đồng. Tháng 7 năm 2013, Công ty Coma 18 và doanh nghiệp của ông Thản ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nội dung công ty của ông Lê Thanh Thản góp 95% tổng mức đầu tư dự án tương đương hơn 12,3 tỷ đồng và được hưởng 100% kết quả kinh doanh. Cáo trạng cho rằng dự án này được doanh nghiệp của đại gia Lê Thanh Thản dựng dự án sai quy hoạch được phê duyệt, tăng từ 25 tầng lên 37 tầng, từ 138 lên 840 căn hộ, tăng 702 căn và tăng 630 m2 đất xây dựng. Khi dự án VP6 Linh Đàm bán hết cho người dân đưa hoạt động, Thanh tra Hà Nội ra kết luận tạm tính tiền sử dụng đất của dự án là hơn 74,8 tỷ đồng. Tới năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ra kết luận giám định cho thấy hành vi của nhóm lãnh đạo Coma 18 giao đất cho doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản gây thiệt hại hơn 64,3 tỷ đồng. Đến hôm 8 tháng 8, có thêm 2 người ở huyện Mường Lát được xác định mắc bạch hầu được phát hiện tại ổ dịch khu phố Đoàn Kết thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Hai ca bệnh này là bà Mông Thị O sinh năm 1950 và cháu Lò Văn Thờ sinh năm 2014 nằm trong số 23 người tiếp xúc gần ca bệnh được xác định trước đó. Trước đó, ngày 5 tháng 8, chị PLM sinh năm 2007 đang mang thai tháng thứ 8 trú tại khu phố Đoàn Kết thị trấn Mường Lát nhập viện trong tình trạng đau rát họng, vùng lưỡi gà và thành sau họng có nhiều dã mạc màu trắng ngà, bóng, dai, dính chặt. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Thai phụ được chuyển tới khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cách ly điều trị. Qua điều trị dịch tễ, lực lượng chức năng xác định có 23 F1 là người thân và sinh sống gần nơi ở của bệnh nhân. Các F1 trên đã được lấy mẫu, mang đi xét nghiệm, cách ly tại nhà, tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe trong vòng 14 ngày. Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa ghi nhận 3 bệnh nhân mắc bạch hầu từ ổ dịch khu phố Đoàn Kết thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, 21 trường hợp tiếp xúc gần khác đang tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát và tại nhà. Hiện Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát và tổ công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa CDC đang tiến hành giám sát điều tra dịch tễ cũng như chẩn đoán phát hiện sớm kịp thời các trường hợp nghi ngờ. Đêm ngày 8 tháng 8, trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra ở Kon Tum đã gây rung lắc cho nhiều địa phương lân cận. Trên mạng xã hội, người dân Đà Nẵng cũng chia sẻ tình hình rung lắc tại nơi ở. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu đã phát đi nhiều thông báo động đất vào đêm 8 tháng 8. Theo đó, vào hồi 22h30, 5 giây ngày 8 tháng 8, một trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.849 độ Vĩ Bắc, 108.266 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là trận động đất thứ 4 xảy ra trong ngày tại Kon Tum. Sau đó, trận động đất thứ 5 xuất hiện lúc 22h52 phút 12 giây, có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.865 độ Vĩ Bắc, 108.236 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Như vậy, ngày 8 tháng 8, Kon Tum tiếp tục hứng chịu 5 trận động đất, trong đó đáng chú ý là trận động đất mạnh 4.2 độ Richter đã gây rung lắc mạnh cho người dân ở huyện Kon Plông và khu vực các tỉnh lân cận. Động đất ở Kon Plông được các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận định là động đất kích thích xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên. Động đất kích thích tại Kon Plông được nhận định có thể kéo dài trong nhiều năm tới. Động đất kích thích cũng xảy ra theo chu kỳ, có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện.